Rồi đó anh đã đi qua những cái khoa huấn luyện này chứ thật ra mỗi ngày ổng đều là bác sĩ rồi hiểu chưa ông trên đường đi tới bác sĩ rồi phải không ông đã chuẩn bị tinh thần rồi có gì đâu mà lạ người nào mà, mà đậu bác sĩ rồi cứ nhảy lên là ngày nào cũng đi khoe cái bằng đó là <laughs> chắc cái đầu ổng rối với chồng á hiểu có phải vậy không Ờ à, thì cũng giống vậy thôi Một người phàm phu mà đậu cái bằng bác sĩ Mà còn không thấy gì hãnh diện mà Bằng bác sĩ hoặc là kỹ sư đối với cái cái đời này là ghê lắm á Phải không? Việt Nam mình nữa nó bác sĩ kỹ sư rồi cũng nghe nói lắm á Nhưng mà thật ra đối với họ đâu có gì quan trọng đâu Họ học lâu rồi họ quen rồi Họ quen những cái, cái sự nghiệp đó, những cái danh vọng, những cái tiếng tâm đó rồi hiểu chưa? Quen con đường họ đi rồi cũng như quý vị giờ tu phép quán âm này mỗi ngày những cái phép lạ đến với quý vị hoặc là có những điều kỳ lạ ha? những điều khai ngộ đến cho quý vị quý vị thường rồi cho nên ngày nào đó thành phật thì cũng thêm một chút thôi chứ có gì đâu cái mình coi như mình complete mình mình hoàn thành một cái 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 nhiệm vụ hay là một cái chu kỳ học của mình vậy thôi hả mỗi ngày thêm một chút một chút nha cũng như đứa con mỗi ngày mình bồng nó nó lớn hoài lớn hoài á cũng như người mẹ có bầu á mỗi ngày con lớn lớn mà không thấy nặng ha chứ rủi rồi mà mà thí dụ một người tự nhiên mà để 3 kg đô trong bụng mà là là nó khác liền á phải không hoặc là đứa con đẻ ra mà nó 10 kg liền là bồng không nổi á nhưng mà đẻ ra rồi đi bồng trong bụng quen rồi rồi đi ra nó bồng nó lớn lần lớn lần không thấy nó nặng nhưng mà người ngoài thì nhiều khi sư phụ ẩm con của đồng thu ôi ẩm nó ẩm nó hoài rồi ơi ẩm không nổi á nhưng mà mẹ nó mỗi ngày xách tới sách lui giường bên ẩm một bên xách giỏ rồi một bên đi chợ rồi đủ thứ chân mà không thấy gì hết tại sao tại vì người đó quen với cái trọng lượng của đứa con mỗi ngày nó thêm một chút rồi còn sư phụ thì đùng một cái nhảy vô ẩm thôi ẩm không nổi nó mập quá <laughs> bự con nó ăn chay mà bự con quá trời nhiều khi nhiều khi con lớn hơn sư phụ nhiều ba bốn lần thấy không ừ. mười mấy tuổi thôi thí dụ vậy đó sư phụ ấm không nổi nhưng mà mẹ nó quen rồi một tay sách một tay nó hay nhiều khi đứa bồng ba đứa hai ba đứa con nữa chứ <laughs> Đến lần hai ba đứa rồi bồng ba bốn đứa không sao hết mà sư phụ đâu có bồng nổi thí dụ vậy đó hiểu không thì thì vậy thôi Thế quý vị bây giờ tu cái phép môn quán âm ngày nào cũng có những cái chuyện thần kỳ đến với quý vị nhưng quý vị cảm thấy rất là tầm thường hay không? không có ra khoe khoang gì ai riết cũng quen có thể ban đầu cũng hơi mừng cũng hơi nói một chút rồi sau riết cũng quen không có thấy gì làm lạ đã nhiều quá rồi nhiều quá rồi, cũng như ăn cơm bữa vậy chứ chưa. rồi rồi cái bây nhưng mà những người ở ngoài không tin được quý vị làm gì mà có chuyện mà kỳ lạ như vậy mà quý vị kể có một chút xíu thôi mà nhảy đông rỗng lên à, chứ nó lâu nó lâu ôi nó dụ dỗ người ta có bùa có bùa <laughs> À, mình mình thấy rất là làm lạc ngạc nhiên tại sao họ lại ngạc nhiên dữ vậy. Thấy chưa? Cái điều đáng ngạc nhiên là tại sao họ ngạc nhiên, có bao nhiêu đó thôi. Còn đối với mình tầm thường có ngày nào mình cũng có những chuyện gì hoặc là đồng tu cũng có nhiều chuyện thần kỳ cho nghe nghe không hết à. Bữa nay em họ của sư phụ gọi điện thoại tới mà nó cũng nói có một người em họ nữa. Cái cái cứ kêu sư phụ bằng phật hoài nói suối cho phụ nói nó cho nó sao chị mà đi ra ngoài chị cứ khiêm nhường vậy chị cứ, cứ nói vòng 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 chị không có vỗ người chị nói ta là phật các ngươi phải tin ta đi <laughs> sư phụ nói nói vậy làm gì vậy đâu phải cái mục đích mình là để nói khoe mình làm phật nó không phải vậy sự thật phải nói chứ chị phải ra kỳ sau đó. từ hôm nay em muốn chị ra nọ kinh chị phải nói rằng ta đã là, là thành phật <laughs> như là Phật sẽ thành rồi nhớ trời. <cười> ừ. <cười> ừ. <cười> rồi hết sậy Rồi Cái nói Tại sao mà, Rồi sư phụ hỏi Sao mà mà, 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 mà em tin là chị thành Phật thấy chưa? Nghe người ta nói thôi Em sẽ biết thành Phật được Hả Rồi nó sống được Thấy chị nói là biết chị trí huệ vô cùng Hả Hồi xưa giờ không thấy ông thầy nào mà nói hay <laughs> Rồi Sư phụ nói, à, thì có thể là chị thông minh hơn mấy người kia một chút vậy thôi chứ gì đâu Tại hay là mấy người kia họ mắc cỡ, họ không nói à, cái, Nói đâu có chị thôi đi chị ơi, chị kiếm nhận hoài <cười> <cười> Rồi nói, còn nữa à, Cái cậu kia, cậu kia cũng là em của sư phụ, em em họ đó à, Rồi nói, cậu đó đó ha, cậu tên gì đó ha ừ. Nó mới mấy nó bị bệnh nhức đầu á mà bữa đó nó nghe tên chị rồi nó biết rồi nó coi mấy cái tép rồi nó về nhà nó nó nói chị ơi chị của linh thiêng rồi cho em hết nhức đầu <cười> <cười> rồi cái hết nhức đầu thiệt á này thầy nó nói vậy đủ chứng minh rồi xong <laughs> sao mà chị hay quá vậy sao tài quá vậy? anh <laughs> sư phụ nói chuyện này nhỏ nhặt cái chuyện gì đâu mà làm sùm à những chuyện này quá nhiều trăm ngàn vạn ức chuyện Tận kỳ hơn như vậy nữa chuyện này đâu có gì đâu thôi nhưng mà sao chị tài quá vậy sao mà khấn khai cái cái được liền vậy à, sư phụ nó không phải đâu cái này tại mình tu hành đó, nó mở khai cái trí huệ rộng lớn của mình ra rồi trăm việc ngàn việc gì mình làm cũng được hết xài thêm 95% phần trăm cái đầu óc của mình mà à, cái anh nghe anh mừng lắm anh tính là sư phụ là phật lắm cũng <laughs> chuyện truyền tâm ấn rồi đó. ăn chay rồi à, vậy sư phụ cũng mừng tại sao bà con của mình á, khó tin mình là Phật lắm mà tại sao nói cái tin liền vậy không biết mà nghe ai nói chứ không phải sư phụ nói sư phụ chưa bao giờ nói với một người bà con nào sư phụ là Phật hoặc là tu hành hoặc là khuyên họ cái gì chứ gặp duyên thôi hiểu chưa ví dụ hỏi mình mình nói cũng như bất cứ người nào khác vậy thôi ừ. À, thành ra đối với những gì người tu hành nó quen rồi đó mà mình tu mình thấy không có gì lạ nhưng mà những người ngoài kia đó họ thấy họ bỡ ngỡ quá Thành ra họ mới la lối ông sùm chửi bới mình tại vì họ không bao giờ họ được một chút xíu gì như vậy hết á Quý vị có hiểu cái đó không? Có hiểu cái tội nghiệp chỗ đó không? Không bao giờ thấy được một chút xíu gì như vậy như mình á Cho nên nói ra mới không tin được à, Cũng như những cái chỗ phi châu đó Họ đâu có biết những bộ lạc mà, mà rất là à, cái bạn gì là hậu họ đâu có biết máy bay truyền hình gì đâu mình đứng đó mình mô tả cả đời họ cũng chẳng có ngứa đâu không biết vậy rồi con nói mình nó láo nữa như sư phụ đã kể cái chuyện mà quý vị nhớ cách đây 4-500 năm vua tự đức á vua tự đức còn nguyễn trường tộ mà được phái qua bên pháp học du học đó rồi về nó trời ở cái đèn bên đó nó nó, nó chút ngược xuống à nước thì nó ở trong tường nó chảy ra à à những cái lúc nó chảy ra rồi xe ngoài đường thì không có ngựa kéo vậy đó mà bị chặt đầu nó có bấy nhiêu đó thôi bị chặt đầu huống chi là sư phụ nói những cái cảnh giới mà không những người thường không thể nào lên được hả nói là nó bên pháp thôi á mà nếu những nhà vua đó mà thông minh một chút thì thôi sai một người đi qua coi có thiệt hay không đó đã hoặc là ông vua tự mình đi qua đó coi có thật hay không rồi mới chém đầu người ta chứ vậy mà nói người ta tội khi quân là chém liền tại chỗ đó ờ à, mà những cái cảnh giới bên pháp quý vị chuyện này quý vị biết chứ hả ờ à, nguyễn trường tổ mà ừ những cái cảnh bên pháp là cái cảnh từ đây đi tàu hồi xưa đi tàu qua được đó tàu thủy đó qua được vậy mà không chịu đi qua đó đặng mà coi thiệt hư mà chém người ta oan ức như vậy để mà lưu danh xấu cho hậu thế làm nhục làm 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 nhục cái cái vết lịch sử của Việt Nam làm vết lịch sử Việt Nam hoen máu một cách oan ức như vậy quý vị hiểu không? À, thì quý vị thấy không? huống chi là sư phụ nói những chuyện trên Phật, trên cảnh Phật, trên trời với dưới, dưới đất, trên trời địa với địa ngục, ai mà tính. Tại vì họ không có một chút gì kinh nghiệm gì đó, cũng như những nhà triều đình từ Đức hồi xưa, phải từ Đức không? Phải là từ Đức. Cũng như triều đình cách đây 400 năm không có có một chút kinh nghiệm gì về nền văn minh của Pháp quốc và Âu Châu cả, Âu Mỹ cả. Cho nên mới, mới, mới dám chém người oan ức như vậy, quý vị có hiểu chưa? À... Cho nên quý vị đừng hỏi sư phụ thành Phật rồi cảm thấy gì, có thấy gì đâu Hả? Thành thì thành chứ học Phật không thành thành cái gì à, Cũng như bây giờ quý vị đã học rồi, tự truyền tâm ấn là nó có chút kinh nghiệm rồi Mỗi ngày đã biết nó như vậy rồi, thế nào nó cũng lên đó nó có sụt xuống một chút rồi mai mốt nó cũng lên cũng như một con đường mình lái xe đi nhiều khi nó có ổ gà hoặc là nó có đá gì đó thì mình chậm lại một chút mình xuống rồi mình đá mình lấy đá mình gạt cục đá đi hoặc là mình lắp cái ổ gà nó lại rồi mình mình trở về nhà chứ mình biết cái nhà mình đi rồi mình đi một chút thế nào cũng tới trước sau gì cũng tới cái lòng mình nó đã chuẩn bị sẵn rồi về tới nhà thấy thương có chi đâu phải không nhất là cái đường mình nó đi tới đi lui hoài mỗi ngày mình đi nhà đi tới nhà mình về nhà như đi chợ thì thôi đâu có coi gì mà lạ nữa mỗi ngày quý vị đi mua cải mua rau rồi về nhà có thấy gì lạ không <laughs> cảm thấy gì mới không có gì đâu phải không đại khái nó như vậy cho nên thành Phật có nhiều người làm cho một cách thần kỳ quá đi, nó uổng đi. Làm cho tất cả mọi người đều khinh rẻ chính mình, nghĩ là mình là một người tội lỗi mình làm gì cũng trật, mình làm gì cũng hư, mình không, không bao giờ thành Phật được, tại sao mà mà đau khổ quá vậy? Cái sự tội lỗi nhất của con người á, là ở đó đó. Là khinh rẻ vị Phật của chính mình. Không tôn trọng Phật sống. Tức là mình á một vị Phật ngữ trong lòng ta mà ta cứ khinh rẻ hoài, cứ chửi bới hoài. Như vậy mà đi lại Phật gỗ có lợi cái gì đâu. Một vị Thiên Chúa ngự trong ta như vậy Thì Thánh Kinh có nói đâu, phải Sư Phụ nói đâu mà nói Sư Phụ nói đâu Thiên Chúa ngự trong con không? Các con có biết chăng các con là một ngôi chùa Và Thiên Chúa ngự trong các con phải không? Những người Thiên Chúa giáo nói phải không? Rồi, rồi rồi Phật cũng nói rằng Tất cả chúng sanh đều có Phật trong tâm phải không? mà mình dám chửi bới ông Phật này nè, mình dám chửi bới ông Thiên Chúa này nè, tội của mình vô muôn vàng có hiểu không? Yeah. Tội lỗi nhất là cái tội này thôi, không có tội gì nào hết đó. Người giết người, cướp của, cướp của những cộng sản, tất cả những người gì làm tội lỗi trên thế gian đều có thể tha thứ được. Nhưng mà những người nào không nhận biết ông Phật trong tâm của mình mà mỗi ngày chửi bới hành hạ, đánh đập trù phạt, cái ông Phật của mình đó, những người đó tội lỗi vô cùng. Nếu mà không tỉnh dậy được đó là cái tội đó là cứu không nổi. Còn những người người ta giết người cướp của nhiều khi người ta vì hoàn cảnh bắt buộc Hiểu chưa? Nhiều khi người ta bị khiêu khích quá đáng người ta dằn không được Nhiều khi hoàn cảnh nó 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 đèn ép tới cái mức người ta người ta phải vùng dậy Thí dụ vậy đó Hoặc là nhiều khi người ta mê muội người ta không biết Rồi một ngày nào đó người ta tỉnh ra Tại vì cái lương tâm của con người đều là thiện Nhân vi, nhân vi sơ tính bổn thiện, hiểu chưa? Cái đó dễ cứu lắm cho nên sư phụ có rất nhiều học trò hồi xưa cướp người, giết người cướp của đó. Bây giờ <laughs> hiền như bục mỗi ngày đi tưới rau cho sư phụ thôi trồng cây á, mẹo lý đó quý vị qua mẹo lý thấy cây cỏ rồi đẹp lắm là 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 cái người mà hồi xưa giết người cướp của thứ nhất cái đài loan ở trồng á bây giờ ở đó đó mỗi ngày trồng cây tưới cây cho sư phụ ai nói gì ổng ông có chấp tay ông lấy giữa nón ra vậy đó có nhiều đó, đó làm hoài thôi ừ vợ con ổng cho xuất gia hết nhưng mà ổng ổng ở đó ổng ổng làm làm <laughs> làm người trồng hoa cho sư phụ thôi À, bây giờ không có ai mà nhận ra ổng là một, hồi xưa là một người như thế nào hết hiểu chưa ừ. tại vì hồi xưa người ta lầm lỡ người ta nghĩ tôi ta biết liền nhưng còn những người mà đã biết đã có người nhắc nhở cho mình biết là phật trong tâm mình có chân lý mình có là có cho mình một cái sự miễn phí một cái cơ hội để mà thử để mà biết cái phật tâm của mình mà còn từ chối nữa là những người đó vô cùng ngu muội nó rất là vô minh khó cứu lắm quý vị có hiểu không chứ nếu không có người nói à. thí dụ không có người nói không có người nhắc nhở hiểu chưa thì 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 vô minh đã đành rồi đã có minh sư đã có người nhắc cho mình biết đã có người bảo chứng rằng cái người đó đã thành phật thí dụ vậy đó đi à, mình đã nghe những lời nói trí huệ như vậy mà mình còn không tỉnh được là cái biết người đó là say say tới mức rồi say vùi say mẫn ở trong cái cõi cái hồng trần này rồi vì danh vì lợi vì u mê ấm chướng vì ghen ghét vì cái gì đó nó làm mờ mịt hết trí não rồi cho nên khó chữa quý vị có hiểu không ừ. mình đã không thức tỉnh rồi mà mình còn thí dụ như viết truyền đơn viết đồ để cho những người khác còn, còn, còn mù mịt thêm nữa là cái tội lỗi vô cùng rộng lớn vô cùng trầm trọng á chứ quý vị đừng có, có nghĩ rằng cạo đầu hoặc là đi vô chùa tu như vậy là thông minh to oh, no, nó no, nó no, nó no, nó no. nó nếu không nhận biết cái phật của mình ở trong tâm và không nhận biết rằng tất cả mọi người khác đều là phật không kính trọng cái vị phật của tất cả mọi người khác mà nghĩ rằng những người đó có thể một ngày nào đó biết cái vị phật của mình trong tâm những người đó vô cùng vô cùng không kính trọng phật vô cùng phỉ bán phật có hiểu không ừ, như vậy nó khổ rồi chỗ đó, đó cho nên mới tội lỗi là như vậy chứ đừng nói mấy người với người cướp của tội lỗi cái đông có chi giết thân này còn thân khác hả giết người chưa có gì làm tội lỗi lắm giết cái linh hồn của mình cái trí huệ của mình cái đó mới là tội lỗi vô cùng đáng sợ thầy chìm đắm đời đời kiếp kiếp á còn mình giết người một phút mình hối hận hả trời phật tha thứ liền Hay, những người nào mình giết đó một chút nữa trời phật cho họ lại làm cái cho họ cái thân người khác rồi giúp đỡ họ thêm lên cho mình khỏi nợ nần với những người đó có hiểu không cho nên Phật có thể cứu được những cái, cái cái, cái tội lỗi mình giết người nếu mà mình hối hận tại vì Phật sẽ cho những người mình bị giết đó một đời sống sung túc sung sướng rồi sẽ cho họ gặp minh sư để cho cái ân oán nó tiêu tan đi Phật biến hóa cái gì cũng được hết khi nào mình hồi tâm lại mình cầu cầu với một vị Phật đó là ổng cái gì cũng làm cũng được hết trơn hiểu chưa mà mình không cầu thì ổng không 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 làm thôi Thầy Phật là tự tại Phật độ người có duyên thôi. Ha, à, mình có thành tâm mình cầu thì cái Phật của ông Phật của mình nó giao cách với ông Phật bên kia, tự mình cứu mình á, tự cái ông Phật của mình nó nó đúng vậy nó cứu mình á, hiểu chưa? À. Tại vì nó dòm ông, ông Phật bên này dồn thấy ông Phật bên kia là biết rồi, à, đúng đúng giờ phải vậy làm việc rồi. Có ông Phật này xuống rồi, hai người phải hợp tác nhau làm việc, hiểu chưa? À, thành ra nó đứng dậy làm việc, tức là ông Phật của mình cứu mình nó chứ không có ai hết á. Sư phụ là Phật của quý vị trong tâm á hiện ra thành một con người để quý vị thấy để quý vị nghe để quý vị thức tỉnh để quý vị hỏi han để quý vị nắm nắm tay nắm chân dòm ngó rồi nha, cho cho nó có cái sự chắc chắn à, nó có bằng chứng à, chứ ai cũng biết có phật trên trời mà đâu thấy đâu đâu thấy đâu rồi, rồi cái, cái mình là người phạm xác thịt cái gì mình phải thấy phải nghe phải dòm phải ngửi phải nắm rồi mới chắc chứ chưa à, con phật kia là vô hình vô tướng trừ khi nào mình lên cái cõi đó cái thân thể mình giống y như những thân thể phật đó mình mới cảm nhận được cái thân thể của những vị phật trên kia thôi bây giờ cái chấn động lực mình nó khác cái thế giới mình sống nó khác mà bây giờ bắt mình cứ tưởng tượng mấy ông phật trên kia làm sao mình tưởng được hiểu không cũng như những vị phật trên đó không thể tưởng tượng được cái cảnh giới của mình nói cho quý vị hay á cho nên trong kinh di đà có nói như thế nào cho nó cái tiếng khổ cũng không có nữa hà huống chi mà chịu khổ tất cả mọi công dân nước di đà đều một sắc vàng y như nhau thánh hoặc là người đều có thần thông như nhau khác nhau là ở cái trí huệ bên trong thôi chứ không phải khác cấp bậc bên ngoài không phải khác cái hình dáng bên ngoài hiểu chưa cũng như thế giới mình như vậy cái địa vị ở xã hội nó khác nhau là có cái hư danh mà thôi chứ đâu cái thí dụ như cái ông cảnh sát hoặc là cái ông tướng lãnh ông dòm ông cũng thấy đâu có khác gì với, với cũng mắt mũi tay y như những người tầm tầm thường thôi. Một vị tổng thống một vị quốc vương ở nước này mắt mũi tay cũng y như tầm thường thôi. Khác nhau là khác cái địa vị mà người ta đã đặt lên thôi. Hoặc là những vị học hành giỏi thì khác nhau là khác nhau cái trí huệ bên trong cái kiến thức nó thêm một chút thôi chứ còn ngoài đâu có gì khác gì đâu phải không? Quần áo thì cũng 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 cũng, cũng giống nhau thôi. Cho nên cái thế giới Phật cũng y như vậy Người và Thánh cũng giống y như nhau Nhưng mà khác nhau cấp bậc là cấp bậc bên trong đó là cái trí huệ nó nhiều hay ít Tu nó nhiều hay ít tu lâu tu mau à, Có bao nhiêu đó thôi Cái tiếng khổ cũng không có nữa Làm sao họ biết khổ là cái gì Họ đã không biết khổ là cái gì Làm sao họ hiểu cái thế giới này khổ là cái gì Cho nên Phật muốn xuống đây thì phải trăm đắng ngàn cây Trăm, trăm gian ngàn khổ giống y như chúng sanh vậy Mới hiểu được Hiểu được rồi mới tìm cách cứu Tại vì không Phật là người khác chúng sanh như thế nào Trừ những cái sự trăm đắng ngàn cây tình cảm khổ sở đau đớn à, Yêu thương giận ghét đủ thứ đó Phật còn có thêm một cái trí huệ vô cùng sáng suốt nữa Để mà giải quyết những cái vấn đề đó Cho nó em đẹp còn những người thường thì chỉ có trăm đắng ngàn cây đau khổ thương yêu sầu muộn thôi mà không có cách nào giải quyết được khác nhiều đó thôi hiểu Chà thông minh quá ta À chắc thành Phật hết rồi <laughs> Hiểu không? Ừ. Thành ra mình phải tu Phép quán âm Đặng mà mình dùng cái trí huệ của mình Chứ không dùng uổng lắm mình chỉ dùng cái trăm đáng ngàn cây khổ não đau khổ thôi mà mình không dùng cái 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 thuốc trị thì uổng quá Hả? cũng như ông bác sĩ dù nói dễ nghe quá mà như ông bác sĩ ông cũng giống y như mình á ông cũng bệnh nữa chứ không phải ông bác sĩ rồi thành phố bác sĩ có ai khỏi bệnh không bệnh như thường á chứ nhưng mà trừ cái sự bệnh hoạn của ông giống y như mình ra ông biết cái phương cách trị liệu bệnh còn mình thì mình không biết mình chỉ biết bệnh thôi có nhiều đó mà khác nhau hiểu ừ. cảm ơn <laughs> hãy quý vị biết phật là gì chưa biết rồi hả Thiệt hả cho nên phải ngồi thiền cho nhiều hoặc là gần gũi những người đã thành phật những người đã tu hành mà có đức độ có đức độ không phải là 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 là, là tu lâu rồi mặt mày đạo mẫu rồi tối ngày cứ, cứ cứ niệm phật cái kiểu đó không phải đức là có công đức vô cùng rộng lớn độ là có thể độ được người ta dùng cái đức đó mà độ người ta cũng như dùng tiền mà mua chuột giùm với những người có tiền á những người mình thương á mấy người vô cùng có tiền thì họ chuột nhiều cũng hết chưa ừ. ví dụ như quý vị có một ít tiền thôi quý vị bảo bảo lãnh cho người việt nam mà cũng bảo không xong nữa hả con sư phụ giờ có tiền nhiều sư phụ bảo lãnh 10 ngàn luôn sư phụ biết cách làm ha bây giờ ở bên costa rica nó chịu nhận chính phủ đã viết thơ cho sư phụ rồi đã có công văn đàng hoàng nói là nhận 10.000 người Việt Nam Thấy không? Hả? sư phụ bảo lãnh hết thì cái lá sơ của sư phụ cũng có tiếng vang vậy lắm bây giờ nhiều nước họ phản ứng à, quốc hội hoa kỳ cũng run rinh <laughs> thì mười 000 là sư phụ khỏe rồi tại sao hình như tất cả trên thế giới những uh, trại tị nạn họ từ chối những người mà bị từ chối cái thân phận tị nạn nó cỡ chừng 10.000 hay mười mấy ngàn thôi mà bây giờ sư phụ lụm quá hết rồi khỏe hả à? còn những người mà đã được thân phận tị nạn thì từ từ đấy đó không có nguy hiểm gì không có tự vận rồi gì chứ á rồi từ từ những nước thứ ba nó bốc đi mình làm được bên này là bên kia nó cũng bắt trước nó bốc đi hết không bốc đi thì sư phụ sẽ viết thơ <cười> <cười> viết thơ trách nhẹ <laughs> Bắt tìm cách khác nhưng bây giờ cần nhất là cứu mấy cái người mà họ tuyệt vọng đó họ sợ về chế độ cộng sản bị trả thù đó tại vì bây giờ không cần biết tị nạn chính trị hay kinh tế gì thôi cho dầu là người, người, ta tị nạn kinh tế đi mà bây giờ đã trốn ra khỏi nước bất hợp pháp rồi bị nước ngoài đuổi về rồi thì anh nghĩ rằng cái chính phủ nước đó sẽ đối anh như thế nào có bấy nhiêu đó mà sợ chết thôi thôi thầy về chết ở đây cho rồi cho cho, cho thế giới biết thì nó mới tự sát sư phụ phải cứu gấp những người mà cẩn gấp như vậy còn những người mà đã có tính đã có cái, cái 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 gì cái thân phận tị nạn rồi thì không ai đuổi họ được hết rồi chính, À, quốc tế phải nuôi hoặc là phải bốc họ tới một nước nào đó để mà trưởng dưỡng họ quý vị hiểu không yeah. nhưng bây giờ cỡ chừng 10 ngàn người mười mấy ngàn người mà mà họ có sarika cái xứ nam mỹ đó Trời, mà họ đã nhận 10 ngàn thừa sư phụ khỏe quá <cười> <cười> nhưng mà nhưng mà còn nhiều việc phải làm ha là sư phụ phải đi các chỗ phải bốc những cái người á can thiệp mà những người mà mà phải nói với những người chính phủ đó, cho những người mà không có được tị nạn đó, cho sư phụ bốc đi chứ. Khổ cái chỗ đó chứ. Nhiều khi mới nói cho lọt cái gì chứ, không phải từ bên này nhận bên kia không cho đi cũng mệt lắm á. Nhiều khi cái chính trị nó rắc rối vô cùng, thấy chưa? Oh, đủ thứ hết, thành quý vị mỗi ngày ngồi thiền cũng phải cầu nguyện giùm cho những người bất hạnh đó một chút. Giúp sư phụ làm việc, giúp trong tinh thần thôi. Chừng nào sư phụ cần cái gì nữa sư phụ sẽ nói sau, nhưng mà trong lúc này không cần gì hết. À hey, tài chánh thì mình đủ rồi. Có 10 ngàn người mà ăn nhầm gì, số vụ nuôi cũng đủ nữa. Yeah. À. giờ à. làm gì nuôi. Bây yeah. <laughs> <laughs> à, giờ mình có sẵn mấy triệu rồi mình bán hết đất đai tài sản của mình mình nuôi trước một lần đi. Cái cái lúc qua lần đầu đi. Ví dụ quốc tế không giúp đi nữa, mình hùng nhau mình nuôi không có chi. Yeah. Có sẵn một số tiền rồi mình nuôi nuôi lần đi rồi từ từ mình kiếm thêm mình nuôi lần không có sao hết rồi họ từ từ họ cũng mọc lông mọc cánh họ tự làm họ tự nuôi lấy à, nhưng mà chính phủ có sao đi cả bắt buộc sư phụ phải mua mấy ngàn mẫu đất cho họ sống mỗi người như vậy là mà mà, mà hai mẫu mỗi gia đình một hai mẫu mới được hay là một mẫu gì đó chứ không phải qua không đâu tại nước họ cũng nước nghèo bởi vì nghe nói sư phụ bỏ mấy triệu ra họ mới chịu đó à, thứ nhất thứ hai sư phụ có một cái plan đó cái 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 kế hoạch đàng hoàng gửi cho họ biết rồi chúng tôi sẽ bảo đảm từ đầu tới cuối phải dẫn dắt tất cả những người tị nạn thứ nhất phải dạy cho họ cái phong tục tập quán và tiếng nói của cái 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 cái, cái, cái quốc gia mà nhận họ cho họ quen đi nói về vấn đề chính trị kinh tế lịch sử của nước đó cho những người việt nam chuẩn bị tinh thần đi chứ đừng qua đó mà chùa mà kêu bằng mộng ban ngày đó nghĩ rằng qua đó làm giàu liền á nước người ta cũng nghèo rồi nghĩ rằng chính phủ không giúp đỡ mình thì không được phải biết rằng cái này là vấn đề giúp đỡ tư nhân mà thôi sư phụ có nhiều giúp nhiều phải chịu khổ chịu cực với sư phụ phải ở những cái chỗ nhà cửa gì tạm thời hay lều gì đó dùng những cái nhà cầu nhà tắm gì tạm thời đặng mai mốt rồi, từ từ rồi kiếm việc làm sư phụ bảo đảm từ đầu tới cuối kiếm dùng việc làm phải lo lắng cho những người, tinh thần của những người đó và vật chất cũng phải lo lắng nấu cơm cho họ ăn chỉ họ cách nấu cơm chỉ họ cách vệ sinh chỉ cho họ cách trồng trọt hoặc là kiếm việc làm cho họ sư phụ làm một cái program như vậy làm một cái kế hoạch như vậy đưa cho chính phủ rồi đó họ mới an tâm hiểu chưa đem tất cả danh dự tài sản ra bảo đảm đó. họ mới chịu chứ hồi đó giờ cả, cả toàn thế giới la lối um sùm mà đâu có, có, có nước nào nhận đâu người mà tị nạn thân phận còn không nhận nó huống chi người không có thân phận tị nạn ha. làm có mấy năm nay rồi nói chuyện hao nước miếng hao bao nhiêu giấy tờ hao champagne hao bao nhiêu là rượu và beef steak rồi cà phê đủ thứ ở hotel đắt, đắt tiền đủ thứ mà đâu có làm đi đâu hội đoàn này hội đoàn kia la lối um sùm mà đâu có chính phủ nào mà đứng ra vì cái hội đoàn đó mà nhận có một lần 10 ngàn người như vậy đâu mà nhận vô điều kiện ấy có điều kiện có điều kiện <laughs> ý nói là <laughs> nhận mà liền cái rụp á sư phụ mới đăng báo mới viết thơ gửi đi mấy tuần thôi mà làm liền như vậy là hết sức tưởng tượng cũng vậy là trợ giúp đó. <laughs> quý vị thấy không từ ngày sư phụ bắt đầu <laughs> khóc lóc á rồi bắt đầu kế hoạch làm cho người việt nam đó, đó mấy tuần chứ đâu cái chừng ba bốn tuần là có có hồi âm liền á chính phủ mà nó làm việc kiểu này là cô sư phụ thấy chắc có trời giúp chứ làm sao mà có vậy trời chính phủ nó nói chuyện trời đi chạy tới chạy lui biết bao nhiêu năm rồi bao nhiêu đoàn thể hợp với nhau bao nhiêu chính phủ hợp lại rồi mà không có cái 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 cái, cái kết quả gì đó mà nhất là chính phủ mà chính phủ cái xứ mà kiểu nói tiếng tây ban nha cái gì nó cũng nói ma nhá na hiểu không tức, <laughs> tức là ngày mai đó ngày mai tôi tính á cái gì cũng nói ngày mai ngày mai ngày mai mà giờ nó không ngày mai mà nó làm liền á sư phụ có công văn trong tay rồi, có công điện của 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 chính phủ gửi cho sư phụ rồi, sư phụ đã viết thư cảm ơn rồi, còn đăng báo cảm ơn tùm lum hết, tặng cho họ đừng có nuốt lời. Rồi hứa cho tiền liền á, cho họ chắc chắn mình quân tử nhất ngôn mà. À. Rồi sắp sửa đây là sẽ bán hết đất đai rồi Quý vị mai mốt không có chỗ này lại thì hộp đừng có la làng nha không Mướn chỗ khác Không chết chóc gì đâu Ở nhà tu cũng được như thường Phật tài tâm Chưa Hoặc là thí dụ sư phụ qua đây mà rủi mà không có chỗ nào gặp quý vị Thì mình vô cái công viên nào đó Tâm tình với nhau Ok <laughs> Hoặc là Mướn đỡ cái phòng hotel nào một bữa mà Ok một bữa gặp nhau thôi Sư phụ xách cái liều đi ra bờ sông rồi ở hoặc là vô cái chỗ cái mobile nào đó Cái chỗ mà À, họ, họ cho cho cắm trại đó Ê, được quý vị mọi người xách cái liều đến hoặc là mướn cái mobile home gì đó ở hai ba ngày tốn kém gì nhiêu đó, thiên lý bự tòa rồi đó cho mình mượn rồi khỏe <laughs> trời ơi vậy mới đúng là thiên lý bự tòa chứ <laughs> Nghe nói mấy người ở Thiên Lý Bửu Tòa thấy sư phụ lại đó rồi nó đó, là nhà của sư phụ rồi yeah. <laughs> Cái là thanh hải Bửu Tòa rồi <laughs> Thôi cũng báo cho quý vị tin mừng một chút vậy Để quý của có bà con nào bên đó mà bị từ chối Nói cho họ biết cho họ đừng có buồn khổ họ Đừng có tự giận uổng hết chưa Mạng người khó gặp Sống thêm vài năm biết đâu gặp minh sư tu hành được Sư phụ không có bắt buộc những người này theo sư phụ nha Không có bắt buộc ăn chay nè có lẽ là trong cái lúc mà tạm thời mà mà sư phụ cho họ ở trong cái đất của mình đó thì chắc nếu mà bắt học trò nấu thì phải nấu chay à. à, hoặc là chỉ cho họ nấu chay ăn cho nó bớt nghiệp một chút thôi rồi mai mốt quý vị tự đi làm lấy rồi ổn định rồi quý vị muốn nấu gì nó nấu chứ sư phụ không có bắt buộc đâu có thể là sư phụ giảng dạy cho biết cái sự ăn chay nó có lợi như thế nào thôi Chứ sư phụ không có bắt buộc những người đó phải theo sư phụ mà sư phụ mới cứu không phải vậy có người hỏi sư phụ mấy người đó không có truyền tâm ấn gì trơn, không ăn chay chân không phải bắt truyền tâm ấn rồi mới cứu ông sư phụ nó đâu không phải vậy mình cứu người đâu có điều kiện nó tại họ 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 buồn họ, họ khổ mình cứu họ chứ còn đứng đó mà ra điều kiện nữa hả trời mưa nắng đâu có ra điều kiện với ai đâu hả cũng có chứ Trời gọi là điều kiện 5 năm, năm rồi California không có mưa phải không? Ừ, kỳ vừa rồi không có mưa dữ rồi à, Cái ông mà mà bán nhà mua đất đồ dùm cho mình này Ông tưởng đâu sư phụ làm mưa Ông chạy đi ông cảm ơn sư phụ quá trời <laughs> Tại ông nói mười mấy năm mà mấy chục năm không có trận nào mưa dữ vậy mà, mà, mưa quá trời đất mưa có mấy ngày thôi mà đầy hết những cái reservoir mấy cái hồ nước mà đựng đó đặng mà cho toàn toàn vùng dùng đó Tại sao biết không? Tại vì trước khi sư phụ đi rồi khỏi đây đó, ông sư phụ mua cái miếng đất mới mà hôm trước đó mà. Rồi đi lên nó coi đó, rồi thấy cây cỏ nó khô, rồi cái, cái miếng đất đó nó ở gần ở những cái reservoir, những cái hồ nước mà họ đựng kho nước đó. Rồi ông nói, cô thấy không? Nước cạn ở chân à. Nghe học trò cô nói, cô thầy giỏi lắm, sao cô làm mưa một, một hồi đi coi chứ gì vậy thôi chết hết. <laughs> nghe học trò của nó giỏi lắm cái gì làm cũng được, Thôi có làm mưa đi coi, có làm mưa đi coi. À, sư phụ cười cười nói để kiếm mấy ông thần mưa kiếm coi mấy ông trốn ở đâu mà sao mấy năm nay ông chịu làm việc, à, chắc nó uống rượu bồ đào nó say á, à, nó đi ngủ á, thôi để sư phụ đi kiếm coi. sư à, phụ cười cười nó giỡn chơi mà, tại vì nhiều khi mấy ông nó ở trên nó đi uống rượu rồi say ngủ hai ba ngày lại dưới này bốn năm năm á. chắc vậy chứ vậy sư phụ nó thôi để kiếm nó quấn quấn đít thích vậy mấy ngày sau nó mưa đó ông tưởng đâu sư phụ làm á <laughs> à bữa bữa hôm nay